khi nào bạn đi ấn độ bây giờ chưa biết bây giờ chỉ có cuộc họp online bạn đi ấn độ mấy lần rồi tôi chỉ đi ấn độ một lần tôi đi tiệc đám cưới của một người bạn ấn độ bạn đi thành phố nào tôi đã gặp anh ấy ở dubai anh ấy đã làm việc với tôi ở dubai tiệc đám cưới ở miền nam ấn độ tiệc đám cưới này lớn không tiệc đám cưới này rất lớn và rất lâu kéo dài bao nhiêu ngày kéo dài ba ngày và chú rể đã không thích đợi tại vì lâu quá bạn thấy ấn độ thế nào tôi thấy ấn độ rất đẹp và thú vị bạn thích đồ ăn Ấn Độ không? Tôi thích đồ ăn Ấn Độ, nhưng không phải tất cả. Tôi thích đồ ăn Việt. Tôi nghĩ đồ ăn Việt ngon hơn. Người Ấn Độ thế nào? Họ tự hào về Ấn Độ và một số người làm việc rất tốt. Có nhiều người Ấn Độ nói tiếng Anh không? Rất nhiều người Ấn Độ biết nói tiếng Anh, nhưng họ nói tiếng Anh giọng Ấn Độ. Đôi khi giọng Ấn Độ rất mạnh. Tôi đã làm việc với người Ấn Độ rất lâu nên tôi có thể hiểu giọng Ấn Độ rất rõ. Ở Dubai có nhiều người châu Âu không? Có một số người châu Âu và rất nhiều người châu Á người châu á từ ấn độ philippines bangladesh pakistan